Cô chào các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ giới thiệu chủ đề nhận biết chất. Đây là một dạng bài tập rất quen thuộc trong bộ môn hóa học. Vậy nguyên tắc khi nhận biết chất là gì? Chúng ta sẽ dựa vào tính chất vật lý hoặc tính chất hóa học đặc trưng của từng chất để nhận biết chất. Để nhận biết dung dịch acid và base, chúng ta sẽ dùng giấy quỳ tím. Dung dịch acid làm quỳ tím hóa đỏ, còn dung dịch base sẽ làm quỳ tím hóa xanh. Cô hướng dẫn các em cách trình bày bài tập nhận biết chất. Đầu tiên là lấy mẫu thử. Các em chú ý, ta phải có cái bước lấy mẫu thử này. Vì ta lấy một ít mỗi chất làm mẫu thử thôi. Để sau khi xác định đúng tên chất, ta vẫn còn cái chất đó sử dụng cho các thí nghiệm khác. Bước tiếp theo là chọn thí nghiệm phù hợp để nhận biết các chất. Và từ hiện tượng thí nghiệm, ta xác định được tên chất. Và cuối cùng là viết phương trình hóa học minh họa nếu có. Các em làm bài tập vận dụng. Có 3 lọ mắt nhãn được riêng biệt các chất lỏng NaOH, HCl và H2O. Hãy nhận biết từng chất. Ta nhận thấy NaOH là dung dịch base, HCl là dung dịch acid. Do đó, các em sẽ dùng giấy quỳ tím để nhận biết. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ lấy mẫu thử. Lần lượt cho quỳ tím vào từng mẫu. Thì mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch acid HCl. Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch base NaOH. Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu đó là nước H2O. Có 3 lọ mắt nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng. Dung dịch muối NaCl, dung dịch acid HCl và nước là H2O. Hãy nhận biết từng chất. Ta nhận thấy là trong 3 lọ mắt nhãn này có dung dịch acid nên ta sẽ dùng giấy quỳ tím để nhận biết. Đầu tiên ta lấy mẫu thử. Lần lượt cho quỳ tím vào từng mẫu. Mẫu thử mà làm cho quỳ tím hóa đỏ đó là dung dịch acid HCl. Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là dung dịch muối NaCl và nước H2O. Có 2 mẫu đều làm quỳ tím không đổi màu. Do đó các em phải làm thêm một thí nghiệm nữa để nhận biết từng mẫu. Dung dịch nước muối và nước ta có thể dùng cách sau để phân biệt. Ta đun sôi cô cạn 2 mẫu này. Nếu mẫu nào bay hơi hết, chỉ còn lại chất rắn màu trắng thì mẫu đó chứa dung dịch muối. Chất rắn màu trắng đó chính là muối hòa tan trong dung dịch. Còn mẫu nào bay hơi hết thì đó chính là nước. Qua phần hướng dẫn vừa rồi thì cô yêu cầu các em ghi nhớ các thí nghiệm nhận biết chất đã học và biết cách trình bày bài tập nhận biết. Chúc các em ôn tập tốt. Cô chào tất cả các em.